hé lộ điều sẽ xảy ra nếu Nga tấn công binh sĩ NATO ở Ukraine. Video bom 1,5 tấn Nga tập kích cầu đường sắt ở Ukraine. Bị Nga không kích gây mất điện cục bộ, Ukraine nói có thể phải rút lui. Ông Zelensky tuyên bố cần tên lửa tầm xa Atak để tấn công các sân bay ở bán đảo Crimea. Nghi phạm vụ tấn công ở Moscow khai thông tin bất ngờ về kẻ chủ mưu bí ẩn. Những người ở quê nhà tiết lộ điều đặc biệt về các nghi phạm tấn công nhà hát Nga. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube Nghệ An TV. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã bước sang năm thứ ba và chưa có dấu hiệu dừng lại khi hai bên vẫn đang giao tranh quyết liệt. Trong hơn 2 năm qua, các nước phương Tây đã thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ dành cho Ukraine. Tuy nhiên, sự ủng hộ này dừng lại ở việc hỗ trợ tài chính, vũ khí và đào tạo kỹ thuật. Phương Tây đa phần không muốn trực tiếp tham gia vì sợ xung đột lan rộng. Thế nhưng, mọi chuyện đã khác đi đôi chút khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gần đây đề cập tới khả năng đưa quân tới Ukraine. Dù chuyện này không được các đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đồng ý, nhưng phía Nga cũng đã có những phản ứng mạnh mẽ. Hồi giữa tháng 2 năm nay, Phó Chủ tịch Thượng viện Nga Konstantin Kosachev cho rằng việc NATO đưa quân tới Ukraine sẽ tương tự một lời khai chiến với Nga. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov trước đó cũng nói rằng việc NATO đưa quân tới Ukraine sẽ khiến một cuộc chạm trán trực tiếp giữa Nga và nhóm do Mỹ dẫn đầu không chỉ có khả năng mà thực tế là không thể tránh khỏi. Còn Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông xem những tuyên bố của Ukraine và các nước ủng hộ Kiev cho rằng Nga sẽ tấn công các nước NATO là vô nghĩa. Trong một cuộc phỏng vấn, ông Putin khẳng định Moscow sẽ coi quân đội phương Tây là kẻ tấn công nếu họ được triển khai tới Ukraine và Nga sẽ có phản ứng tương tự. Trong khi đó, Điều 5 của NATO quy định chính sách phản ứng quân sự tập thể sẽ không được kích hoạt nếu bất kỳ quốc gia thành viên nào triển khai binh sĩ tới Ukraine và bị Nga tấn công. Đây là nội dung trong báo cáo của một nhóm chuyên gia Quốc hội Đức mà hãng thông tấn DPA xem được. Theo nguyên tắc phòng thủ tập thể của 31 thành viên NATO, Điều 5 quy định một cuộc tấn công vũ trang nhằm vào một hoặc nhiều thành viên sẽ bị coi là tấn công toàn khối. Ngày 29 tháng 3, hãng thông tấn DPA trích dẫn báo cáo của nhóm chuyên gia Quốc hội Đức cho biết, nếu quân đội của một nước thành viên NATO tham gia phòng vệ tập thể theo Điều 51 Hiến chương Liên Hợp Quốc, theo hướng có lợi cho Ukraine trong xung đột Nga-Ukraine và bị Nga tấn công ở vùng xung đột, nó không thuộc phạm vi Điều 5 NATO. Điều 51 Hiến chương Liên Hợp Quốc quy định, các quốc gia có thể tự vệ mang tính đơn lẻ hoặc tập thể, tức là thông qua các liên minh quân sự. Còn theo tài liệu chưa được công bố của nhóm chuyên gia Quốc hội Đức, Điều 5 của NATO chỉ có thể được kích hoạt nếu các thành viên trong liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu bị tấn công ngay trên lãnh thổ của họ. Báo cáo nhận định, việc lực lượng mặt đất Pháp tham gia quân sự để giúp Ukraine sẽ dựa trên quyền tự vệ tập thể theo Điều 51 của Hiến chương Liên Hợp Quốc. Cũng theo nhóm chuyên gia, việc triển khai lực lượng mặt đất từ một quốc gia NATO tới Ukraine không được hiểu là tất cả thành viên khác trong NATO cũng tham gia vào xung đột. Nói cách khác, chỉ có nước điều quân mới là bên tham gia xung đột. Báo cáo nhấn mạnh, nếu một quốc gia thành viên NATO hành động đơn phương, tức là không nằm trong khuôn khổ hoạt động đã được quyết định từ trước của NATO và nằm ngoài cơ cấu chỉ huy quân sự của NATO, thì cả NATO và các nước khác trong NATO đều không trở thành bên tham gia xung đột. Liên quan đến vụ tấn công nhà hát hôm 22 tháng 3, ngày 29 tháng 3, Ủy ban Điều tra Nga cho biết, trong lời khai ban đầu và trong các cuộc thẩm vấn sau đó, các nghi phạm khai rằng đã chuẩn bị cho các cuộc tấn công và phối hợp với một người đàn ông dùng biệt danh. Người này đã liên lạc với các nghi phạm bằng tin nhắn thoại được gửi qua Telegram. Ủy ban điều tra nói, theo chỉ dẫn của điều phối viên, sau khi phạm tội, những kẻ khủng bố đã lái ô tô về phía biên giới Nga-Ukraine để vượt qua biên giới và đến Kiev để nhận phần thưởng đã hứa. Trước đó, hôm 23 tháng 3, lực lượng đặc biệt của Nga đã chặn 4 nghi phạm khi chúng đang trên đường tới biên giới Ukraine. Phía Nga xác định đây là công dân Tajikistan và là những người Hồi giáo cực đoan. Nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo Khorasan, ISISK, đã nhận thực hiện vụ tấn công. Mỹ và Liên minh châu Âu khẳng định ISISK là thủ phạm duy nhất và Ukraine không hề liên quan. Ukraine cũng bác bỏ liên quan, tuy nhiên Nga vẫn hoài nghi. Hôm 28 tháng 3, Ủy ban điều tra Nga tiết lộ rằng 4 nghi phạm đã nhận được một khoản tiền đáng kể dưới dạng tiền điện tử. Ủy ban trên cho biết số tiền này sau đó được sử dụng để chuẩn bị cho cuộc tấn công Krakow City Hall. Nhà chức trách Nga đã tạm giữ 11 đối tượng tình nghi,
trong đó có 4 đối tượng tình nghi trực tiếp thực hiện tấn công do lực lượng an ninh ở tỉnh Briang bắt giữ ngày 23 tháng 3. Các nghi phạm đều là công dân Tajikistan. Tòa án đã buộc tội 4 đối tượng tội danh khủng bố. Hình phạt cao nhất của tội danh này là án tù chung thân. Sau vụ tấn công, nhiều quan chức Nga đã kêu gọi áp dụng trở lại án tử hình. Một số nguồn tin tiết lộ với hãng tin Via Novosti rằng một tháng trước khi xảy ra vụ tấn công nhà hát ở Moscow, một trong những kẻ khủng bố bị buộc tội là Sami Sizin Fariduni đã đăng ảnh của mình lên mạng xã hội và cho thấy vị trí địa lý ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Đối tượng Fariduni đã đăng 8 bức ảnh, một trong số đó được cho là chụp tại một đền thờ Hồi giáo. Trong một bức ảnh khác, Fariduni mặc áo khoác màu be, được nhân viên bảo vệ tại Krokus City Hall nhận dạng khi hắn đến để hỏi về phòng hòa nhạc vài ngày trước khi thực hiện vụ tấn công. Trong khi đó, nguồn tin trong lực lượng an ninh cho biết cả 4 kẻ nghi phạm đều được huấn luyện tại một trong các xào huyệt ở Thổ Nhĩ Kỳ, cụ thể là ở Istanbul, trong khoảng 2 tháng. Sau một tuần xảy ra vụ tấn công tại Krokus City Hall, ngày 29 tháng 3, cơ quan an ninh Liên bang Nga FSB xác nhận đã bắt giữ 3 nghi phạm nước ngoài đang âm mưu thực hiện hành động tấn công tại khu vực công cộng ở vùng Staropol. Mỗi năm, có hàng triệu lao động Tajikistan đã nhập cư vào Nga tìm việc và đây cũng là con đường đưa các tay súng cực đoan tới nước này. Tại ngôi làng Loyop, ngoại ô thủ đô Dushanbe của Tajikistan, người dân không tin rằng bất cứ ai trong làng có khả năng tham gia vào vụ tấn công nhà hát Krokus City Hall ở thủ đô Moscow, Nga. Bởi vậy, họ đã rất bất ngờ khi biết tin Faridun Samsidin là một nghi phạm trong vụ tấn công này. Một họ hàng của Samsidin cho hay, tôi không bao giờ thấy điều gì đáng ngờ ở anh ta. Anh ta đến Nga 6 tháng trước để tìm việc và đã gửi tiền về cho gia đình. Khi sống ở làng, Samsidin 25 tuổi, làm việc trong một tiệm bánh. Samsidin đã cưới vợ và có một con trai, nhưng cũng từng bị kết án 7 năm tù vì tội quấy rối. Samsidin đã được ân xá và ra tù trước thời hạn năm 2020. Người họ hàng nói, anh ta là kẻ nhát gan, không thể ra tay nổi với một con quạ. Dân làng Lối Úc cho biết, Samsidin còn không phải là một tín đồ Hồi giáo thực sự. Một người làng nói, anh ta không bao giờ cầu nguyện, thậm chí còn uống rượu. Samsidin đang là một trong 4 công dân Tajikistan bị lực lượng an ninh Nga bắt giam với cáo buộc liên quan đến vụ tấn công nhà hát Krokus. Người này cũng bị cáo buộc tội tuyển mộ 2 người đàn ông khác để giúp đỡ các nghi phạm thực hiện vụ tấn công. Chỉ vài giờ sau vụ tấn công ở Moscow, lực lượng an ninh Tajikistan đã xuất hiện ở Loyop và đưa cha của nghi phạm đi thẩm vấn. Các nhà điều tra Nga có thể cũng đã bay tới Tajikistan để trao đổi với người thân nhóm nghi phạm. Phiến quân nhà nước Hồi giáo IS tự xưng tuyên bố đứng sau vụ tấn công và đã công bố ảnh, video chứng minh cho hành động của mình. Ngày 29 tháng 3, tạp chí tuyên truyền Annaba được đăng trên các tài khoản Telegram của IS cũng xác nhận 4 tay súng của nhóm bị lục quân và không quân Nga truy lùng sau khi gây ra vụ tấn công và đang bị giam giữ. Tổng thống Tajikistan Emomali Rahmon đã lên án cuộc tấn công nhà hát Krokus City Hall, gọi đây là một sự kiện đáng xấu hổ và khủng khiếp. Từ lâu, ông đã đặc biệt lưu tâm đến xu hướng cực đoan hóa tại nước này, đặc biệt là trong giới trẻ, những người phải chật vật kiếm sống khi nền kinh tế gặp nhiều khó khăn. Với dân số 10 triệu người, Tajikistan là nước nghèo nhất trong số các quốc gia từng thuộc Liên Xô. Tajikistan có nguồn tài nguyên khoáng sản dồi dào, nhưng chưa được phát triển đúng mức do đầu tư nước ngoài thấp và dữ liệu địa chất chưa đầy đủ. Thanh niên ở Tajikistan nói chung và làng Loyop nói riêng chủ yếu làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng hoặc buôn bán tại chợ địa phương. Giống như Samsidin, nhiều người tới Nga để tìm kiếm những công việc được trả lương cao hơn và thoát khỏi thị trường lao động ảm đạm ở quê nhà. Chính quyền Tajikistan cho biết hơn 652.000 người đã di cư sang Nga năm ngoái, mặc dù Moscow tin rằng con số có thể lên tới hàng triệu người. Trong video thẩm vấn được cơ quan an ninh Nga công bố, Samsidin khai rằng anh ta nhận chỉ thị từ một giáo sĩ Hồi giáo quen trên mạng và thực hiện vụ tấn công ở Moscow để được trả 500.000 rúp, tương đương hơn 5.300 đô la Mỹ. Anh ta sau đó nói rằng số tiền được hứa hẹn là 11.000 đô la Mỹ, số tiền bằng 5 năm thu nhập trung bình ở Tajikistan. Tổng thống Tajikistan từng kêu gọi người dân bảo vệ thanh thiếu niên khỏi ảnh hưởng từ các nhóm cực đoan và không để họ làm hoen ố danh tiếng tốt đẹp của quốc gia. Trong tuần qua, chính quyền Tajikistan đã bắt ít nhất 9 người với cáo buộc liên quan đến nhóm nghi phạm vụ tấn công nhà hát Nga. Tất cả họ đều là cư dân Vakdat, thị trấn phía đông Dushanbe, nơi xuất thân của một nghi phạm khác là Saidakram Raja Balizoda. Một dân làng Loyop cho hay, sau 3 tháng tới Nga tìm việc, Samsidin đã tới Thổ Nhĩ Kỳ rồi sau đó trở về nhà 11 ngày. Vào đầu tháng 3, tại đây, anh ta được cho là đã gặp Raja Balizoda. Hai người còn lại được xác định là Muhammasobi Fayzov và Daledizon Barotovic Mizoev. Fayzov, 19 tuổi, là nghi phạm trẻ nhất tham gia vụ khủng bố. Tại thủ đô Dushanbe,
bà Sayram Faizova vẫn không thể tin được rằng con trai mình lại có thể phạm tội tay đánh như vậy. Mô tả con trai là người vô thần và thích tiệc tùng cùng bạn bè, thậm chí còn mơ được đi du học ở Trung Quốc. Bà Faizova nói, cháu nó không phải là người có thể làm điều như thế, nó chắc hẳn đã bị ai đó xúi dục. Theo hồ sơ vụ án, Faizov từng làm thợ cắt tóc cho một cửa tiệm ở thành phố Ivanovo, phía đông thủ đô Moscow. Nghi phạm cũng đăng ký tạm trú ở thành phố này. Khi trình diện trước tòa quận Basmani hôm 25 tháng 3, Faizov ngồi xe lăn, nói giọng yếu ớt và gần như không tỉnh táo trong suốt phiên xét hỏi. Lần gần đây nhất, bà Faizova trò chuyện với con trai là một ngày trước vụ tấn công. Bà cho biết, chúng tôi gọi điện cho nhau hai lần vào buổi sáng và buổi tối hôm đó. Nó chỉ nói rằng vẫn ổn và hỏi thăm tôi. Nó kể về công việc và nói rằng mọi thứ sẽ ổn. Chính phủ Tajikistan cho biết, hầu hết trong 2.000 công dân gia nhập IS từ năm 2014 đến 2016, giai đoạn nhóm khủng bố trỗi dậy mạnh mẽ đều được tuyển mộ tại Nga. Người đứng đầu trung tâm nghiên cứu Afghanistan, trụ sở tại Dushanbe, Qasimsa Iskandarov, tin rằng những lao động nhập cư Trung Á dễ bị các nhóm cực đoan lôi kéo. Thổ Nhĩ Kỳ là điểm đến thuận tiện cho những lao động nhập cư muốn lách luật khi giấy phép cư trú tại Nga của họ sắp hết hạn. Nhưng nước này cũng được coi là nơi mà ISISK, chi nhánh IS tại Afghanistan, tuyển mộ thành viên. Lao động từ các nước Trung Á đến Nga được phép lưu trú 3 tháng để tìm chỗ ở và xin giấy phép làm việc, với chi phí khoảng 430 đô la Mỹ. Để tránh phải nộp phí xin giấy phép lao động, một số người lách luật bằng cách tới Thổ Nhĩ Kỳ trước hạn chót rồi nhập cảnh trở lại Nga và tiếp tục được lưu trú 3 tháng. Người đứng đầu trung tâm nghiên cứu Afghanistan, trụ sở tại Dushanbe nói, nhiều người Tajikistan cũng bị cực đoan hóa ở Afghanistan, nơi này chỉ cách Dushanbe vài giờ lái xe về phía Nam, và ông tin rằng đây đã trở thành căn cứ chính của IS kể từ khi Taliban trở lại nắm quyền vào tháng 8 năm 2021. Từ mùa hè năm ngoái, các tay súng Tajikistan đã liên quan đến hàng loạt vụ tấn công cực đoan. Hồi tháng trước, Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể CSTO, Liên minh do Nga dẫn đầu với Tajikistan là thành viên cho biết, họ đã phát hiện xu hướng gia tăng số lượng chiến binh IS và các tay súng Hồi giáo khác ở biên giới phía nam nước này. Theo CSTO, mạng lưới trại huấn luyện cho các nhóm như IS và Al-Qaeda đang mở rộng và phần lớn các tay súng nước ngoài của họ tập trung ở những khu vực phía bắc Afghanistan giáp với Tajikistan. Người thân của hai nghi phạm Raza Balizoda và Mizoev chưa lên tiếng về hành trình cực đoan hóa của họ. Tại Dushanbe, bà Faizova vẫn tin rằng con trai mình có cơ hội trở về. Người mẹ này nói, tôi đề nghị chính phủ đưa chúng hồi hương bởi chúng chỉ là những thanh niên bị lừa gạt. Bà nói thêm rằng cả gia đình đã phải gánh chịu nhiều hậu quả vì hành động của con trai. Trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo David Inatius của Washington Post mới đây, Tổng thống Ukraine Zelensky cho rằng Ukraine rất cần ATAC để tấn công các sân bay ở Crimea do Nga kiểm soát. Ukraine từ lâu đã cáo buộc Nga sử dụng Crimea để phóng tên lửa tấn công vào các mục tiêu ở Ukraine. Ông Zelensky nhấn mạnh, khi Nga có tên lửa còn chúng tôi thì không, họ tấn công bằng tên lửa vào mọi thứ, khí đốt, năng lượng, trường học, nhà máy, tòa nhà dân sự. Khi Nga biết chúng tôi có thể bắn hạ các máy bay phản lực của họ, họ sẽ không tấn công từ Crimea nữa. Điều này giống như với hạm đội trên biển. Chúng tôi đã đẩy họ ra khỏi lãnh hải của mình. Bây giờ chúng tôi sẽ đẩy họ ra khỏi các sân bay ở Crimea. Tổng thống Zelensky cũng kể lại rằng, tại hội nghị an ninh Munich hồi tháng 2 năm 2024, ông đã trình bày bản đồ các mục tiêu mà ATAC có thể tấn công. Ông cũng xác nhận với nhà báo Inatius rằng hiện tại không có tên lửa ATAC ở Ukraine. Trong khi đó, ở một diễn biến liên quan, Pravda dẫn tuyên bố của ATES, phong trào kháng chiến ngầm ở Crimea cho biết, Nga đang giáo diết tổ chức phòng thủ ở bán đảo Crimea và đã chuyển khoảng 31 xe tăng tới thành phố Yevpatoria. Cụ thể, ATES, phong trào kháng chiến ngầm ở Crimea cho biết, các đặc vụ ngầm của họ đang tiếp tục theo dõi các động thái của quân đội Nga ở Gvardiske, Simferopol, Crimea. Gần đây, các đặc vụ của phong trào đã ghi nhận sự xuất hiện của hàng loạt thiết bị quân sự tại ga xe lửa Ochiakov, thành phố Yevpatoria ở Crimea. Tuyên bố của ATES cho biết, gần đây, có một xu hướng đáng chú ý là Nga triển khai nhiều thiết bị bọc thép ở Crimea. Có thông tin cho biết khoảng 31 xe tăng gần đây đã đến thành phố Yevpatoria, có nghĩa là toàn bộ tiểu đoàn xe tăng đã được chuyển đến đó. Hiện tại, tất cả các thiết bị đều được đặt tại lãnh thổ của đơn vị quân đội gần nhà ga, được bao quanh bởi các tòa nhà dân sự. Được biết, tiểu đoàn xe tăng đã được Nga điều đến lãnh thổ Crimea nhằm tăng cường sức mạnh cho lực lượng vũ trang tại khu vực này. Trước đó, vào ngày 28 tháng 3, có thông tin cho rằng người Nga ở Sevastopol, Crimea, đang gấp rút chuẩn bị phòng thủ nhằm đẩy lùi các cuộc tấn công của các nhóm trinh sát và phá hoại Ukraine trên bán đảo. Đây là lý do Nga củng cố tuyến phòng thủ ven biển bằng xe chiến đấu bộ binh. Phong trào kháng chiến ATES cho biết, chúng tôi được thông báo rằng sau cuộc tấn công cuối cùng của UAV Ukraine, Bộ Chỉ huy Nga đã đặt ra nhiệm vụ tăng số lượng hệ thống phòng không trên Sevastopol.
Crimea đã trở thành mục tiêu bị các lực lượng Ukraine tấn công liên tục bằng máy bay không người lái kể từ khi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine nổ ra vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Defense Express đưa tin rằng quân đội Nga đã chuyển kho đạn dược khỏi Crimea sau một cuộc tấn công của Ukraine vào bán đảo. Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine hồi tháng 2 năm 2022, Ukraine đã nhiều lần nêu rõ về điều kiện hòa đàm, trong đó yêu cầu Nga rút hết quân, khôi phục đường biên giới cho Ukraine, bồi thường xung đột và đáp ứng một số điều kiện khác. Tuy nhiên, mới đây Tổng thống Ukraine Zelensky được cho là đã thay đổi điều kiện đàm phán với Nga khi trong tuần này, trả lời phỏng vấn CBS, ông Zelensky gợi ý rằng không nhất thiết phải giành lại lãnh thổ chỉ bằng các biện pháp quân sự. Ông cũng nói rằng lực lượng Ukraine cần ít nhất khôi phục tình trạng lãnh thổ năm 2022 trước khi Nga mở chiến dịch quân sự. Ông Zelensky nói, chúng ta sẽ không phải giải phóng toàn bộ lãnh thổ của mình bằng biện pháp quân sự. Tôi chắc chắn rằng khi Nga mất đi những gì đã kiểm soát kể từ tháng 2 năm 2022, họ sẽ hoàn toàn mất đi niềm tin. Theo hãng tin RT, phát biểu này của ông Zelensky dường như phát tín hiệu rằng Ukraine không còn coi việc khôi phục đường biên giới năm 1991 là điều kiện tiên quyết để hòa đàm với Nga, ngay cả khi ông tiếp tục thúc đẩy công thức hòa bình 10 điểm của mình. Cuối năm 2022, sau khi Nga sáp nhập 4 tỉnh của Ukraine gồm Donetsk, Lugansk, Kherson, Zaporizhia, Tổng thống Zelensky đã ký sắc lệnh cấm mọi đàm phán với chính quyền của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông cũng đưa ra kế hoạch hòa bình 10 điểm, trong đó có điều kiện yêu cầu Nga rút toàn bộ quân, bồi thường xung đột, khôi phục đường lãnh thổ năm 1991 của Ukraine, bao gồm cả bán đảo Crimea. Moscow nhiều lần khẳng định luôn để ngỏ đàm phán với Kiev, nhưng với điều kiện Ukraine phải chấp nhận tình hình thực tế. Về phía Ukraine, Ngoại trưởng Dmytro Kuleba gợi ý Kiev có thể đàm phán với Moscow sau hội nghị hòa bình do Thụy Sĩ tổ chức. Tuy nhiên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Nga sẽ không chấp nhận những quy tắc do người khác áp đặt. Trong một diễn biến liên quan, hôm 28 tháng 3, Thủ tướng Đức Olaf Scholz tiết lộ một số quốc gia, trong đó có Ukraine, đang thảo luận ở cấp cố vấn an ninh về các điều kiện có thể dẫn đến hòa đàm nhằm chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine. Thủ tướng Scholz nhấn mạnh hòa bình có thể đạt được bất cứ lúc nào nếu Nga rút hết quân khỏi lãnh thổ Ukraine. Nhà lãnh đạo Đức nói, hãy để tôi nói rõ một điều. Hòa bình có thể đạt được bất cứ lúc nào, chỉ cần Nga dừng chiến dịch quân sự và rút quân. Đáp lại bình luận của Thủ tướng Đức, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh, các cuộc đàm phán mà ông Scholz đề cập đến đều không có sự tham gia của Nga. Moscow nêu rõ, bất cứ đàm phán nào về hòa bình ở Ukraine mà không có Nga đều vô nghĩa. Ông Peskov cũng khẳng định tuyên bố của Thủ tướng Đức không làm thay đổi bản chất của các sự kiện đang diễn ra, đồng thời nhắc lại rằng Đức vẫn là một trong những nước ủng hộ nổi bật nhất của Kiev. Cũng bàn luận về giải pháp chấm dứt xung đột ở Ukraine, cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schröder chỉ ra đàm phán với Nga là cách duy nhất. Ông Schröder nói, mối quan hệ cá nhân giữa ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể góp phần vào tiến trình đó. Cựu Thủ tướng Schröder và Tổng thống Putin có mối quan hệ thân thiết khi ông Schröder đứng đầu chính phủ Đức vào cuối những năm 1990. Năm 2014, Tổng thống Putin tham dự bữa tiệc sinh nhật của ông Schröder ở St. Petersburg. Sau đó, ông Schröder gia nhập ban giám đốc của công ty điều hành đường ống dẫn khí Nord Stream và tập đoàn năng lượng Rosneft. Ông Schröder bị phản ứng về mối quan hệ với Nga sau khi xung đột Ukraine nổ ra hồi tháng 2 năm 2022. Ông đã từ chức khỏi hội đồng quản trị Rosneft vào tháng 5 năm đó. Tuy nhiên, khi được hỏi về việc duy trì tình bạn với Tổng thống Putin trong bối cảnh xung đột Ukraine, cựu Thủ tướng Đức khẳng định đây là hai vấn đề hoàn toàn khác biệt. Ông tin rằng mối liên hệ với giới lãnh đạo Nga có ý nghĩa quan trọng trong các cuộc hòa đàm Nga-Ukraine trong tương lai. Ngày 30 tháng 3, truyền thông Ukraine đã công bố hình ảnh mảnh vỡ tên lửa hành trình tầm xa KH-101 của Nga và cho biết dường như KH-101 mang thêm đầu đạn kép lớn gấp đôi nguyên bản, có khả năng gây thiệt hại nặng hơn. Theo trang tin Defense Express của Ukraine, đây chính là tên lửa bị bắn hạ trong cuộc không kích nhằm vào hạ tầng năng lượng của Kiev đêm ngày 29 tháng 3. Tờ Defense Express đưa tin rằng đối phương tiếp tục hiện đại hóa tên lửa KH-101, trang bị cho nó đầu đạn nặng 800 kg, gần gấp đôi phiên bản nguyên gốc nặng 450 kg. Tuy nhiên, họ không tăng lượng thuốc nổ một cách đơn thuần mà đã sử dụng hai đầu đạn chiến đấu độc lập. Dường như đây là lần đầu Nga triển khai biến thể KH-101 mang đầu đạn kép để tấn công Ukraine. Kết quả phân tích sơ bộ cho thấy đầu đạn cơ bản vẫn giữ nguyên, trong khi đầu đạn thứ hai được lắp những khối thép nhỏ hình lập phương. Thuốc nổ nhồi trong đầu đạn thứ hai có thể bắn những khối thép này ra khu vực rất rộng xung quanh điểm nổ, phá hủy hoặc gây hư hại nặng cho mục tiêu mềm không có vỏ sắt trên phạm vi lớn. Nhà sản xuất Nga đã thu nhỏ kích thước khoang nhiên liệu của tên lửa KH-101 để lấy chỗ lắp đầu nổ thứ hai. Điều này khiến tầm bay của nó bị suy giảm, nhưng vẫn có thể tấn công toàn bộ mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine. Các chuyên gia Ukraine nhận định,
ngay cả khi tên lửa phóng từ vùng trời tỉnh Saratov, nó vẫn thừa đủ tầm để liên tục cử động và đổi hướng bay nhằm gây khó khăn cho lực lượng phòng không trước khi tập kích miền Tây Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga và quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin. Trước đó hồi tháng 1 năm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến thăm nhà máy của công ty Raduga thuộc tập đoàn tên lửa chiến thuật KRTV. Trong đó, quan chức nhà máy thông báo đã tăng gấp đôi kích thước đầu đạn của tên lửa hành trình lên 800 kg, nhưng không nêu rõ chủng loại. Tên lửa hành trình KH-101 là vũ khí chủ lực của oanh tạc cơ chiến lược Tu-95MS và Tu-160. Mỗi quả đạn được trang bị hệ thống dẫn đường quang tính kết hợp với đầu dò quang, điện tử, cũng như cập nhật vị trí và đường bay qua vệ tinh có khả năng đánh trúng mục tiêu trong vòng tròn 5m. KH-101 được trang bị một động cơ tu bin phản lực, đạt tầm bay tối đa 5.500 km, tốc độ hành trình 700 km/h và có thể lao tới mục tiêu với tốc độ tối đa 970 km/h. Đầu năm nay, Phó lãnh đạo Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine GUR, ông Vadim Skibitsky nói rằng tên lửa hành trình KH-101 Nga sử dụng gần đây khác hoàn toàn so với phiên bản triển khai hồi năm 2022. Ông Skibitsky nói, chúng được trang bị hệ thống tác chiến điện tử chủ động, mối bẫy nhiệt và những thứ tương tự. Ngoài ra, Phó lãnh đạo Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine cũng cho biết thêm, Nga sản xuất khoảng 115 đến 130 tên lửa hành trình, cùng với 100 đến 115 tên lửa chiến thuật mỗi tháng. Theo ông Skibitsky, Nga đã không thể gia tăng số lượng tên lửa này trong những tháng gần đây. Hiện tại, số lượng tối đa vẫn giữ nguyên kể từ tháng 10 năm 2023. Điều này phụ thuộc vào việc lắp ráp, chẳng hạn như các tên lửa KH-101, Kinzhal Kalib sử dụng nhiều linh kiện sản xuất ở nước ngoài. Đại diện tình báo quốc phòng Ukraine nhấn mạnh, Nga đã chịu tổn thất đáng kể do các công ty linh kiện bị áp lệnh trừng phạt quốc tế. Điều này đồng nghĩa với việc nhu cầu sản xuất tên lửa của Nga sẽ không được đáp ứng. Mới đây, trong cuộc trả lời phỏng vấn Ivetia, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã cáo buộc Armenia đang tìm cách bóp méo lịch sử trong nỗ lực phá vỡ quan hệ với Moscow. Ngoại trưởng Nga thừa nhận không mấy lạc quan về quan hệ với Armenia. Ông Lavrov nói rằng, thành thật mà nói, giới lãnh đạo Armenia đã bóp méo lịch sử trong 3 đến 5 năm rưỡi qua. Họ đang cố tình dẫn đến việc cắt đứt quan hệ với Liên bang Nga. Ông Lavrov cho biết, Armenia không đề cập đến sự hỗ trợ mà họ nhận được từ Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể, CSTO, và cho biết Nga đã nhiều lần bảo vệ lợi ích của Armenia trong những tình huống khó khăn. Giới chức Armenia chưa bình luận về cáo buộc từ Nga. Quan hệ giữa Nga và quốc gia Liên Xô cũ Armenia trở nên căng thẳng trong thời gian qua. Armenia tỏ ra không hài lòng với Nga vì cho rằng Moscow chưa có các động thái đủ mạnh mẽ hỗ trợ đồng minh CSTO trong cuộc xung đột với Azerbaijan ở Nagorno-Karabakh. Đây là khu vực được cộng đồng quốc tế công nhận là thuộc về Azerbaijan, nhưng có phần lớn người dân là người gốc Armenia sinh sống. Sau khi Azerbaijan giành lại quyền kiểm soát khu vực Nagorno-Karabakh, Armenia cho biết họ nhiều lần bị Moscow làm thất vọng và muốn xây dựng quan hệ gần gũi hơn với phương Tây. Vào giữa tháng này, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan cảnh báo rằng nước này sẽ rời CSTO nếu liên minh quân sự không giải quyết những lo ngại về an ninh tập thể của Armenia. Armenia đã hủy các cuộc tập trận quân sự với Nga vào tháng 1 năm 2023 và tháng 9 cùng năm, tuyên bố tiến hành tập trận quân sự chung với Mỹ. Armenia cũng đặt mua hệ thống phòng không và radar từ Pháp. Tháng trước, Armenia nói rằng họ đang cân nhắc nộp đơn xin gia nhập EU. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng đã đến thăm Armenia trong tháng này để thảo luận về sự ổn định trong khu vực khi xung đột giữa Armenia và Azerbaijan vẫn tiếp diễn. Ông cũng cho rằng chiến dịch quân sự của Nga cần phải bị ngăn chặn ở Ukraine. Ông Lavrov cáo buộc chuyến thăm của ông Stoltenberg là một phần trong nỗ lực của phương Tây nhằm gây bất ổn trong khu vực. Ông Lavrov nói, mục tiêu của những người đang cố gắng lôi kéo giới lãnh đạo Armenia đứng về phía phương Tây rất đơn giản, chính là nhằm phá vỡ sự ổn định ở Nam Caucasus và biến khu vực này thành khu vực thống trị của phương Tây. Phương Tây đang làm điều tương tự ở Trung Á. Ngày 29 tháng 3, trong một cuộc phỏng vấn, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết, Kiev có thể đàm phán với Nga sau hội nghị thượng đỉnh hòa bình ở Thụy Sĩ, dự kiến diễn ra vào năm nay. Trước tuyên bố trên, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Ukraine đang tự mâu thuẫn với chính mình. Ông nói, tuyên bố như vậy hoàn toàn mâu thuẫn với lệnh cấm đàm phán với Nga do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ban hành. Ông Zelensky đã ra lệnh cấm tất cả các cuộc đàm phán với chính quyền Nga đương nhiệm vào mùa thu năm 2022 sau khi 4 vùng của Ukraine bỏ phiếu sáp nhập vào Nga. Phát ngôn viên Điện Kremlin lưu ý thêm, Moscow sẽ không chấp nhận bộ quy tắc do người khác tạo ra. Phát biểu này lặp lại quan điểm trước đó của Bộ Ngoại giao Nga, vốn khẳng định Moscow sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán,
nhưng không phải theo các điều kiện của Kiev. Cùng ngày, nhật báo Izvestia của Nga dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định hội nghị thượng đỉnh hòa bình về vấn đề Ukraine sẽ không thể thành công trừ khi những nền móng căn bản của nó thay đổi, trong đó có việc cho phép Nga tham dự sự kiện. Ông Lavrov cho biết, ở mọi trường hợp, chúng tôi đều sẵn sàng đối thoại, miễn là không phải trên công thức hòa bình của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ngoại trưởng Nga bác bỏ nhiều phần căn bản trong kế hoạch của Kiev, bao gồm việc yêu cầu Nga rút quân khỏi mọi lãnh thổ Ukraine được quốc tế công nhận mà Nga đang kiểm soát, bao gồm bán đảo Crimea được Moscow đơn phương sáp nhập vào hồi năm 2014. Ông Lavrov cũng bác bỏ điều khoản bắt Nga phải chịu trách nhiệm cho cuộc chiến nổ ra ở Ukraine từ tháng 2 năm 2022. Ngoại trưởng Nga chia sẻ, làm thế nào một chính trị gia nghiêm túc ở Washington, Brussels, London, Paris hay Berlin có thể nói không có lựa chọn nào khác ngoài công thức của ông Zelensky được? Những tuyên bố trên một lần nữa thể hiện lập trường cứng rắn của Nga trong vấn đề đàm phán hòa bình tại Ukraine, cũng như cho thấy quan điểm trái ngược của hai bên tham chiến về điều kiện kết thúc xung đột. Trái với Nga, ông Zelensky từng nhiều lần từ chối bất kỳ cuộc thương lượng nào với Moscow không dựa trên cơ sở kế hoạch hòa bình do Kiev soạn thảo. Cũng trong buổi phỏng vấn với báo Izvestia, ông Lavrov cho biết ông đã gặp gỡ một số quan chức và nhà ngoại giao Thụy Sĩ. Những chính khách này cam kết với ông, nếu hội nghị thượng đỉnh hòa bình tổ chức tại Bern, hiện chưa có thời gian cụ thể, Nga sẽ được mời tham dự và hội nghị này sẽ được triển khai dựa trên các điều khoản thực tiễn. Giới chức Thụy Sĩ khẳng định với ông Lavrov rằng, chúng tôi hiểu sẽ không có bất kỳ điều gì có thể được giải quyết mà không có các bạn. Điều đó thật không công bằng. Một khi kế hoạch hòa bình trở thành một sản phẩm của chung các bên, Nga sẽ được mời, theo ông Lavrov. Ngoài ra, Ngoại trưởng Nga cũng chỉ trích việc Mỹ đề xuất đàm phán giới hạn vũ khí với Nga vào lúc này là vô lý. Trong gần một năm qua, trinh sát hạm Ivan Khrushchev của hạm đội Biển Đen liên tục bị Ukraine tìm cách tập kích do tàu này có thể xác định vị trí radar đối phương. Hồi tháng 5 năm 2023, Ukraine đã triển khai xuồng cảm tử đuổi theo trinh sát hạm Ivan Khrushchev của Nga khi con tàu di chuyển ở vị trí cách eo biển Bosphorus khoảng 139 km về phía đông bắc. Tuy nhiên, thủy thủ trên tàu Ivan Khrushchev đã phát hiện xuồng cảm tử và dùng súng 14,5mm bắn nổ chúng, giúp trinh sát hạm Ivan Khrushchev về cảng an toàn. Ukraine đã nhiều lần tìm cách hạ trinh sát hạm Ivan Khrushchev bởi con tàu được trang bị nhiều máy thu tín hiệu radar cùng các hệ thống trinh sát điện tử khác, cho phép xác định nơi đặt trạm radar hoặc vị trí triển khai các khẩu đội tên lửa của đối phương, đặc biệt là những khu vực dọc theo bờ Biển Đen. Quân đội Ukraine đã dùng những trạm radar và khẩu đội tên lửa này để phát hiện chiến đấu cơ cũng như tàu chiến Nga hoạt động trên Biển Đen và bắn hạ chúng. Để ngăn chặn các vụ tập kích tiếp theo của Ukraine nhằm vào hạm đội Biển Đen, Nga đang tìm cách xác định vị trí lực lượng Ukraine bố trí ven bờ biển. Đây chính là nhiệm vụ của tàu Ivan Khrushchev, điều càng thúc đẩy Ukraine tìm cách đánh chìm nó. Hải quân Liên Xô từng triển khai trinh sát hạm cỡ nhỏ hoạt động bí mật dọc theo bờ biển của Mỹ và đồng minh nhằm phát hiện, chặn thu tín hiệu và phân loại radar quân sự cùng các hệ thống khác của đối phương. Ngày nay, Hải quân Nga sử dụng các trinh sát hạm cỡ lớn với thời gian hoạt động dài hơn và tầm hoạt động xa hơn cho nhiệm vụ này. Ivan Khrushchev là một trong hai trinh sát hạm thuộc lớp đề án 18280. Chiếc còn lại là Yuri Ivanov thuộc biên chế hạm đội phương Bắc của Nga. Hải quân Nga biên chế tàu Yuri Ivanov tháng 7 năm 2015 và tàu Ivan Khrushchev tháng 6 năm 2018. Năm 2014, một nguồn tin thuộc Bộ Quốc phòng Nga cho biết trinh sát hạm Yuri Ivanov sẽ hoạt động dưới sự chỉ đạo của Tổng cục Tình báo Quân đội GUR, có nhiệm vụ giám sát các thành phần thuộc hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ tại Alaska và quần đảo Hawaii. Nguồn tin cho biết, các tàu đề án 18280 được trang bị thiết bị trinh sát điện tử đặc biệt cho phép chặn thu và phân tích tín hiệu radar, hệ thống vũ khí và thông tin liên lạc. Ưu điểm của chiến hạm là có thể ở trong khu vực tuần tra trong vòng vài ngày trước khi bị phát hiện, điều mà trinh sát cơ không làm được. Nga giữ bí mật về thành phần cụ thể trên các tàu đề án 18280, chỉ công bố thông tin về các thiết bị không liên quan trực tiếp tới nhiệm vụ của chúng như radar dẫn đường MR2313 và hệ thống bắc cầu tín hiệu Mostic 18280. Một nguồn tin cho biết thiết bị trên trinh sát hạm Ivan Khrushchev và Yuri Ivanov có khả năng theo dõi tín hiệu với cường độ và phạm vi khác nhau, cũng như xác định vị trí và loại nguồn phát của chúng. Trinh sát hạm lớp đề án 18280 chỉ được trang bị 4 súng KPV 14,5mm và 6 ống phóng tên lửa phòng không vác vai 9K38XLA, không có vũ khí hạng nặng như hải pháo và tên lửa tầm xa. Theo nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga, cấu hình vũ khí của trinh sát hạm đề án 18280 khiến chiến hạm NATO không có lý do để dùng vũ lực khi phát hiện chúng. Điều này khiến một số kênh Telegram của Nga bày tỏ lo ngại khi tàu Ivan Khrushchev được vũ trang quá ít trong bối cảnh những mối đe dọa nghiêm trọng như xuồng cảm tử ngày càng phổ biến. Họ cho rằng đơn vị thiết kế và chỉ huy hải quân Nga không hiểu rằng chiến hạm trong hạm đội một lúc nào đó sẽ phải tham chiến trực tiếp. Ngày 24 tháng 3,
quân đội Ukraine đã phóng loạt tên lửa nhằm vào nơi neo đậu của Ivan Khost tại thành phố cảng Sevastopol trên bán đảo Crimea, dường như gây ra một số hư hại cho con tàu. Tuy nhiên, Ivan Khost vẫn nổi dù không rõ năng lực chính xác của nó có bị ảnh hưởng hay không. Biên tập viên David X của Forbes nhận định, điều này cho thấy Ukraine chưa vô hiệu hóa hoàn toàn được trinh sát hạm này. Nhiều khả năng họ sẽ mở đợt tập kích tiếp theo. Lồng bảo vệ chống máy bay không người lái là loại trang bị được phát minh ra trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Quân đội Nga đã triển khai thiết bị này trên hàng trăm phương tiện chiến đấu hạng nhẹ, vận tải và bọc thép đang hoạt động trên chiến trường Ukraine. Mới đây, những hình ảnh đầu tiên cho thấy tàu ngầm hạt nhân lớp Delta 4 của Nga cũng được trang bị những chiếc lồng bảo vệ như vậy. Sự xuất hiện này càng chứng tỏ rằng những chiếc máy bay không người lái cỡ nhỏ với giá rẻ nhưng có thể gây thiệt hại tới hàng chục triệu đô la Mỹ và khiến cho cả những cường quốc quân sự như Nga phải e ngại. Dù được trang bị lồng, nhưng tàu chiến và tàu ngầm vẫn rất dễ bị tổn thương trước các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và dường như không có biện pháp phòng thủ hiệu quả nào chống lại chúng. Tàu ngầm được nhắc đến là Tula, một loại tàu ngầm hạt nhân của Nga thuộc hạm đội phương Bắc. Đoạn phim ghi lại cảnh chiếc tàu ngầm đang hoạt động tại cảng Gaziavo ở vùng Murmansk xa xôi phía bắc của Nga. Tấm lưới được gắn trực tiếp phía trên cửa chỉ huy, từ đó các sĩ quan quan sát xung quanh bằng phương tiện trực quan và quang điện khi tàu ngầm nổi lên. Giới quan sát quân sự đã đặt ra nhiều câu hỏi rằng chiếc lồng có ảnh hưởng gì đến khả năng hoạt động của tàu ngầm? Cấu trúc của chiếc lồng có thể chịu được áp lực của nước biển ở độ sâu lớn không? Hay chiếc lồng sẽ được dỡ bỏ trước khi tàu ngầm lặn xuống? Nếu vậy, chiếc lồng có thể được thiết kế để dễ dàng triển khai hoặc thu lại. Vai trò của những chiếc lồng tương tự được trang bị trên các phương tiện chiến đấu trên bộ. Tuy nhiên, nó có thể có một mục đích hoàn toàn khác khi lắp trên tàu ngầm. Một số chuyên gia cho rằng đây có thể là một loại mái che để bảo vệ các sĩ quan giám sát xung quanh khi tàu ngầm nổi lên. Từ thực tiễn cuộc xung đột ở Ukraine, vào thời gian đầu khi mới xuất hiện, những chiếc lồng bảo vệ từng bị chế giễu và cho rằng chúng vô giá trị. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, cả hai bên tham chiến đều triển khai lồng bảo vệ trên rất nhiều các phương tiện chiến đấu của mình. Ý tưởng này thậm chí còn lan đến Israel, nơi những chiếc xe tăng Merkava đầu tiên có lồng trên tháp pháo xuất hiện gần một tháng sau cuộc xung đột ở dải Gaza. Tại một trong những cuộc triển lãm quân sự gần đây ở Moscow, Bộ Quốc phòng Nga cũng đã trưng bày hàng loạt phương tiện chiến đấu và vận tải bọc thép với kết cấu lồng được sản xuất hàng loạt. Điều này cho thấy rằng những chiếc lồng chống UAV đang ngày càng trở nên phổ biến và là một biện pháp đối phó mang lại hiệu quả trên chiến trường. Lồng đối phó là một biện pháp bảo vệ được thiết kế để chống lại các mối đe dọa từ vũ khí chống tăng và máy bay không người lái. Nó hoạt động như một rào cản vật lý, phá vỡ quỹ đạo hoặc cơ chế kích nổ của loại vũ khí đang lao tới. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là giáp lồng không phải là giải pháp hoàn hảo. Các loại vũ khí chống tăng tiên tiến và công nghệ máy bay không người lái có khả năng vượt qua hệ thống phòng thủ này. Do đó, nó thường được sử dụng kết hợp với các biện pháp phòng thủ khác như hệ thống bảo vệ tích cực và hệ thống tác chiến điện tử để cung cấp khả năng phòng thủ nhiều lớp trước các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Thời gian qua, cả Nga và Ukraine đều được cho là đã tăng cường thực hiện các cuộc tấn công vào mục tiêu bên trong lãnh thổ của nhau. Ngày 29 tháng 3, tài khoản Yuzhny Franzov chuyên đăng tư liệu về lực lượng Nga trên Telegram đã công bố video bom dẫn đường FAB-1500 UMPK tập kích cầu đường sắt thuộc thành phố Kurakovo, đô thị tiền tuyến do Ukraine kiểm soát ở tỉnh Donetsk. Video được quay từ máy bay không người lái UAV cho thấy vụ nổ tạo ra quầng lửa và sóng xung kích trước khi đám khói lớn bốc lên cùng lượng lớn mảnh văng. Chưa rõ cầu có bị sập hoàn toàn hay không, nhưng đòn đánh nhằm vào đoạn cầu trên mặt nước và nối giữa hai dải đất có thể gây khó khăn cho nỗ lực sửa chữa của Ukraine. Tài khoản Yuzhny Franzov cho hay, tuyến vận tải qua cầu sẽ bị cản trở đáng kể, hạn chế khả năng chuyển quân, khí tài và nhu yếu phẩm của quân đội Ukraine. Những đòn đánh như vậy nhằm làm suy giảm hiệu quả tác chiến của đối phương ở tiền tuyến. Hiện Bộ Quốc phòng Nga và quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin. Kurakovo có dân số hơn 18.000 người trước khi xung đột bùng phát, nằm cách đô thị trọng yếu Marinka mà Nga giành được hồi tháng 12 năm 2023 khoảng 20 km về phía tây. Đây từng là nơi lực lượng ly khai Donetsk tổ chức trưng cầu dân Ý hồi năm 2014, nhưng vẫn do Kiev kiểm soát và nằm trong tuyến hậu cần cho quân đội Ukraine tại tỉnh Donetsk. FAB-1500 là bom thông thường được phát triển từ thời Liên Xô với khối lượng 1,5 tấn, trong đó phần đầu nổ nặng gần 700 kg. Đây là một trong những mẫu bom lớn nhất của Nga, khi ném có thể tạo hố sâu có đường kính 15 mét, phá hủy mục tiêu bằng mảnh văng và sóng xung kích trong bán kính 500 mét. Uy lực của bom FAB-1500 tăng lên đáng kể khi được gắn mô đun dẫn đường và cánh nâng hợp nhất UMPK, gồm thiết bị định vị vệ tinh GLONASS và hệ thống điều khiển để tăng đáng kể độ chính xác, kèm theo cánh nâng cho phép bom bay xa hơn. Bom FAB-1500 gắn UMPK là phương án tương tự dòng JDAM-ER của Mỹ, giúp biến bom thông thường thành vũ khí dẫn đường chính xác thay vì phải sản xuất những quả bom thông minh chuyên biệt có chi phí cao. Nga gần đây liên tục sử dụng loại bom này để tấn công các nhà máy công nghiệp và nhà cao tầng,
những địa điểm được quân đội Ukraine tận dụng làm cứ điểm kiên cố và đài quan sát trong mạng lưới phòng tuyến ở tỉnh Donetsk. Ngày 29 tháng 3 theo giờ địa phương, Công ty Điện Quốc gia Ukrainego của Ukraine thông báo phải cắt điện khẩn cấp ở các khu vực Dnipropetrovsk, Zaporizhia và Kirovograd. Trong khi đó, Công ty Điện Tư nhân DTEC cho biết 3 nhà máy nhiệt điện của công ty này cũng bị tấn công. Theo Phó Thủ tướng Ukraine Denis Shmyhal, cơ sở năng lượng tại ít nhất 6 khu vực đã bị hư hại. Theo các quan chức Ukraine, Nga đã tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái UAV quy mô lớn vào các nhà máy nhiệt điện và thủy điện ở miền Trung và miền Tây nước này trong đêm. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết các mục tiêu bao gồm nhà máy thủy điện Kharkiv và nhà máy Dnipro nằm trên sông Dnipro chảy qua nước láng giềng Moldova. Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, ông Zelensky cho biết Nga mong muốn lập lại thảm họa sinh thái ở vùng Kherson sau khi Nga phá hủy cơ sở thủy điện Kakhovka do lực lượng Nga cho nổ năm ngoái. Lần này không chỉ Ukraine mà cả Moldova cũng gặp nguy hiểm. Vài ngày trước, Nga cũng đã tấn công đập lớn nhất Ukraine là Dnipro-Hed ở khu vực phía nam Zaporizhia 8 lần trong một đêm. Trong lời kêu gọi tăng cường phòng không, ông Zelensky nói, chúng tôi kêu gọi các đối tác phản ứng nhanh chóng và dứt khoát trước chiến dịch đánh bom dữ dội của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine. Theo các quan chức Ukraine, đợt tấn công vào cuối tháng 3 năm 2024 là dữ dội nhất kể từ khi nổ ra chiến sự vào đầu năm 2022. Đợt tấn công diễn ra trong bối cảnh Kiev đang lâm vào khó khăn do thiếu hụt năng lượng phòng không và đạn dược trên chiến trường. Trong khi đó, theo hãng tin AFP, Bộ Quốc phòng Ukraine đánh giá các cuộc không kích của Nga đang trở nên thường xuyên và quy mô hơn, gây ra mối đe dọa ngày càng tăng đối với an ninh năng lượng của Ukraine. Ngày 29 tháng 3, ông Zelensky cảnh báo nếu Mỹ không thông qua viện trợ, Kiev có thể phải rút lui từng bước trên chiến trường với Nga. Trong một cuộc phỏng vấn với báo Washington Post đăng ngày 29 tháng 3, ông Zelensky nói, nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ, điều này đồng nghĩa chúng tôi không có lực lượng phòng không, không tên lửa Patriot, không có máy phá sóng cho tác chiến điện tử, không đạn 155mm. Trong báo cáo thường niên công bố ngày 29 tháng 3, Ngân hàng Trung ương Nga cho biết họ không có lựa chọn nào tốt hơn đồng nhân dân tệ của Trung Quốc để dự trữ sau 2 năm diễn ra cuộc xung đột Nga-Ukraine và những động thái tịch thu tài sản quốc tế sau đó. Ngân hàng Trung ương Nga cho rằng có rất ít lựa chọn thay thế đồng nhân dân tệ của Trung Quốc để sử dụng trong dự trữ vì các công cụ tài chính của các quốc gia thân thiện với Nga tiềm ẩn quá nhiều rủi ro. Báo cáo cho biết, tỷ giá hối đoái của các đồng tiền này biến động mạnh, thị trường thiếu thanh khoản và một số quốc gia như vậy có hạn chế về lưu chuyển vốn. Đây là trở ngại cho việc sử dụng chúng. Những yếu tố này xác định trước vai trò chủ chốt của đồng nhân dân tệ Trung Quốc trong việc hình thành tài sản dự trữ. Trung Quốc ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế Nga khi Tổng thống Vladimir Putin tìm cách định hướng lại thương mại sang châu Á và rời xa châu Âu sau các lệnh trừng phạt liên quan đến chiến sự ở Ukraine. Thương mại với Bắc Kinh là yếu tố then chốt giúp nền kinh tế Nga vượt qua các lệnh trừng phạt cùng với việc tăng chi tiêu của chính phủ. Cũng theo Ngân hàng Trung ương Nga, vai trò của đồng nhân dân tệ Trung Quốc trên trường quốc tế và tính thanh khoản của nó tăng đáng kể trong những năm gần đây. Năm 2023, đồng nhân dân tệ đã thay thế đồng đô la Mỹ trở thành đồng tiền được giao dịch nhiều nhất tại Nga. Trước xung đột Nga-Ukraine, khối lượng giao dịch của đồng nhân dân tệ trên thị trường Nga là không đáng kể. Theo dữ liệu từ Ngân hàng Trung ương Nga, tính đến ngày 22 tháng 3 năm nay, dự trữ ngoại hối quốc tế của Nga là 590,1 tỷ đô la Mỹ. Giảm khoảng 40 tỷ đô la Mỹ sau 2 năm xung đột. Con số đó bao gồm 300 tỷ đô la Mỹ dự trữ bị các nước phương Tây phong tỏa, mà ngân hàng cho biết họ đang nỗ lực bảo vệ vì họ vẫn giữ quyền sở hữu đối với các tài sản này. Báo cáo cho biết, năm 2023, giá trị dự trữ của Nga tăng nhẹ, nhưng yếu tố chính dẫn đến sự gia tăng này là do giá vàng tăng theo đồng đô la Mỹ. Kể từ Moscow phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, Ngân hàng Trung ương Nga không tiết lộ thành phần của dự trữ ngoại hối, thay vào đó, chỉ báo cáo tỷ trọng của vàng và ngoại tệ. Đầu năm nay, Ukraine đã ký 7 thỏa thuận với các nước đồng minh nhằm đảm bảo an ninh cho Ukraine trong thập kỷ tới. Theo cố vấn ngoại giao của Tổng thống Volodymyr Zelensky, Ukraine đang đàm phán thêm 10 thỏa thuận song phương như vậy nữa. Câu hỏi lớn nhất là liệu các thỏa thuận này có thể ngăn chặn một cuộc xung đột đóng băng kéo dài và tạo ra nền tảng cho chiến thắng của Kiev trong cuộc xung đột với Moscow hay không? Các thỏa thuận đảm bảo an ninh bao gồm những cam kết viện trợ quân sự khác nhau cho năm 2024 và những năm tiếp theo. Các cam kết dài hạn bao gồm hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, hỗ trợ nhân đạo. Theo ông Max Beckman, giám đốc chương trình châu Âu, Nga và Á Âu thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, sự thất vọng lớn nhất là thiếu các cam kết viện trợ quân sự ổn định sau năm 2024 để gửi một thông điệp mạnh mẽ tới Nga.
và cho phép Ukraine cùng đồng minh của họ lên kế hoạch dài hạn. Các thỏa thuận này phản ánh sự chia rẽ trong NATO và những thách thức mà Ukraine cùng các đồng minh đang phải đối mặt. Người đứng đầu chương trình Đông Âu thuộc Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Đức là Stefan Meister cho biết, hiện tại đây là điều tốt nhất Ukraine có thể nhận được. Năm 2024, mỗi quốc gia đã cam kết một số tiền khác nhau cho Ukraine, trong đó Đức cam kết mức cao nhất là 7,1 tỷ euro, tương đương 7,6 tỷ đô la Mỹ, trong khi Đan Mạch cam kết nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác nếu tính theo tỷ lệ phần trăm GDP. Vương quốc Anh, Hà Lan, Đức và Đan Mạch đều đặt mục tiêu rõ ràng về viện trợ quân sự. Trong khi đó, Pháp cam kết lên tới 3 tỷ euro, tương đương 3,2 tỷ đô la Mỹ, cam kết 3,02 tỷ đô la Mỹ của Canada, bao gồm hỗ trợ kinh tế vĩ mô và quân sự. Italy không nêu rõ con số cụ thể nhưng đồng ý duy trì mức hỗ trợ tương tự như trước đó. Nước này chỉ đóng góp hơn 700 triệu đô la Mỹ viện trợ quân sự kể từ năm 2022. Viện trợ quân sự của Pháp bị một số đồng minh coi là mờ nhạt, luôn là nguyên nhân gây căng thẳng, đặc biệt là sau những bình luận của Tổng thống Emmanuel Macron về việc triển khai quân tới Ukraine. Tuy nhiên, theo thỏa thuận của Pháp với Ukraine, cho đến nay, nước này đã đóng góp 3,8 tỷ euro, tương đương 4,1 tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự, một con số khá cao. Cựu nhà ngoại giao Pháp và chuyên gia thuộc Hội đồng Quan hệ Đối ngoại châu Âu, tiến sĩ Mary Dumoulin đồng ý rằng các ước tính trước đây đã đánh giá thấp sự hỗ trợ của Pháp. Paris đã chuyển một số vũ khí có thể thay đổi cuộc chơi đến Ukraine như tên lửa Scaf, tên lửa phòng không và pháo tự hành Caesar. Tuy nhiên, không có thỏa thuận nào nêu rõ chính xác loại viện trợ quân sự mà các đồng minh dự định cung cấp và liệu điều này có bao gồm việc chuyển giao vũ khí, đào tạo hay hỗ trợ tiền mặt trực tiếp hay không. Chuyên gia Beckman thừa nhận rằng ông thất vọng vì thiếu các cam kết tài chính dài hạn của các đồng minh để các bên dễ lên kế hoạch. Ông nói, khi Mỹ cam kết, chẳng hạn 1 tỷ đô la Mỹ mỗi năm cho Israel để mua F-35, điều này mang lại sự ổn định cho tất cả mọi người, bao gồm cả Lockheed, biết rằng họ sẽ nhận được số tiền đó và có thể đầu tư vào tương lai. Sự không chắc chắn trong tương lai là yếu tố thúc đẩy đằng sau các thỏa thuận. Cho đến nay, Mỹ đã cung cấp gần một nửa tổng số viện trợ quân sự cho Ukraine, bao gồm một số vũ khí hiệu quả nhất, từ hệ thống chống tăng Javelin đến hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS. Ngoài những cam kết ngắn hạn sẽ được chi cho đạn và bom đáp ứng nhu cầu khẩn cấp ở tiền tuyến, cả bảy thỏa thuận đều nhấn mạnh vào việc phát triển công nghiệp quốc phòng châu Âu, bao gồm cả ở Ukraine. Theo ông Beckman, dự luật hỗ trợ Ukraine được Tổng thống Mỹ Joe Biden đề xuất vào tháng 10 năm 2023 và bị đình trệ tại Quốc hội kể từ đó là một lời cảnh tỉnh đối với các nước châu Âu. Chuyên gia Beckman cho rằng EU có khả năng sản xuất nhiều hơn nữa nhưng đã bắt đầu quá muộn và đang tiến triển chậm chạp. Phát biểu từ bên kia Đại Tây Dương, chuyên gia Stefan Meister nói rằng một ngày nào đó châu Âu có thể đứng một mình. Thông điệp chính mà những thỏa thuận gửi tới cả Kiev và Moscow là các đồng minh của Ukraine cam kết dài hạn trong thập kỷ tới. Hầu hết chuyên gia đồng ý về nội dung của thông điệp nhưng dường như không mấy tin tưởng về sức mạnh của nó. Tuy nhiên, các chuyên gia nhất trí rằng Ukraine có thể phá vỡ bế tắc để có lợi cho mình, miễn là các thỏa thuận an ninh chỉ là bước khởi đầu cho một khuôn khổ hợp tác quân sự có ý nghĩa trong thập kỷ tới và xa hơn nữa. Ngày 29 tháng 3, trong một buổi chia sẻ với báo chí, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho rằng thế giới đang phải đối mặt với thời điểm quan trọng nhất kể từ khi kết thúc Thế chiến II và mối đe dọa xung đột đã không còn là chuyện quá khứ. Đài Russia Today Jute đưa tin, ông cũng nhận định châu Âu đã bước vào thời tiền chiến và sau đó bất kỳ kịch bản nào cũng có thể xảy ra. Khi được hỏi về khả năng xung đột sau một số phát ngôn của các chính trị gia phương Tây về nguy cơ Nga tấn công NATO, Thủ tướng Ba Lan đã tái khẳng định rằng bất kỳ kịch bản nào cũng có thể xảy ra. Ông Donald Tusk nhấn mạnh, tôi không muốn làm ai sợ hãi, nhưng xung đột không còn là chuyện quá khứ nữa. Đó là sự thật và thực tế, xung đột đã bắt đầu từ hơn 2 năm trước. Thủ tướng Ba Lan cho biết thêm, tôi biết rằng điều này nghe có vẻ tàn khốc, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ, nhưng chúng ta phải chuẩn bị tinh thần cho sự xuất hiện của một kỷ nguyên mới. Chúng ta đang trong thời tiền chiến, tôi không phóng đại đầu. Thủ tướng Ba Lan tiếp tục kêu gọi phương Tây nên sử dụng mọi phương tiện có thể để cung cấp vũ khí và đạn dược cho Kiev vì thế giới đang trải qua giai đoạn quan trọng nhất kể từ khi Thế chiến II kết thúc. Ông Donald Tusk nhấn mạnh, 2 năm tới sẽ quyết định mọi thứ. Bên cạnh đó, ông cũng nói thêm rằng nếu châu Âu không đáp ứng đủ về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine và Kiev bị đánh bại, không ai ở châu Âu có thể cảm thấy an toàn. Trước đó, ngày 27 tháng 3, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng những phát ngôn của các quan chức phương Tây về việc Nga có thể tấn công NATO là vô nghĩa. Ông Putin lưu ý rằng những người ủng hộ Kiev đã cố gắng kêu gọi viện trợ bổ sung bằng cách tuyên bố rằng Nga sẽ không dừng lại nếu Ukraine bị đánh bại trên chiến trường. Theo
chủ nhân Điện Kremlin, các nước vệ tinh của Mỹ ở Đông Âu không có lý do gì phải lo sợ. Ông nhấn mạnh, suy đoán Nga sẽ tấn công Ba Lan, Séc hay các nước Baltic chỉ là một số quan chức phương Tây tuyên truyền để đánh vào tâm lý người dân, khiến họ chấp nhận chia sẻ gánh nặng viện trợ. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tháng trước tuyên bố, phương Tây không loại trừ khả năng đưa quân vào hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Tuy nhiên, Tổng thống Putin cảnh báo, nếu kịch bản này xảy ra, nó sẽ châm ngòi cho một cuộc xung đột giữa Moscow và NATO. Thậm chí, kéo theo thế chiến ba. Ông cũng chỉ trích việc NATO mở rộng hiện diện ngày càng gần biên giới Nga và Moscow coi đây là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia. Ông chủ Điện Kremlin khẳng định, NATO đã đến thẳng biên giới của chúng ta. Chúng ta có vượt đại dương đến biên giới Mỹ không? Không, họ đang tiếp cận chúng ta và họ đã đến rất gần. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump không giống bất cứ ứng viên nào trong lịch sử Mỹ khi kinh doanh nhiều mặt hàng khác nhau để có tiền cho chiến dịch tranh cử. Giày thể thao, nước hoa, kinh thánh là những thứ mà ông Trump đang kinh doanh trong bối cảnh ngân quỹ tranh cử dần cạn kiệt vì chi phí pháp lý. Nhận xét về hoạt động của cựu Tổng thống Trump, giáo sư từ trường luật Harvard, ông Lawrence Lessig nói, việc kinh doanh đến mức độ như vậy là chưa từng có tiền lệ trong những chiến dịch tranh cử khác, mặc dù xu hướng này đã hình thành trong nhiều năm. Phó giám đốc điều hành cơ quan giám sát tài chính chính trị Brandon Fisher cũng đồng tình với ý kiến trên. Ông Fisher nói, tôi không thể tìm ra một ứng cử viên tổng thống nào khác từng kinh doanh hàng loạt hàng hóa vì lợi ích cá nhân của họ trong thời đại này. Theo ông Fisher, các ứng viên khác thường sẽ không kinh doanh trong thời điểm tranh cử do lo ngại bị điều tra tài chính. Tuy nhiên, ông Trump là trường hợp độc nhất do ông đã có nhiều năm kinh nghiệm trên thương trường trước khi đặt chân vào chính trường. Tính độc nhất này đã được ông Trump thể hiện rất rõ nét khi công bố chương trình khuyến mãi mới trong ngày 26 tháng 3. Một cuốn kinh thánh trị giá 60 đô la Mỹ cùng các tài liệu về quá trình hình thành đất nước, đồng thời đính kèm lời bài hát nổi tiếng Chúa phù hộ cho nước Mỹ của ngôi sao nhạc đồng quê Lee Greenwood. Ca sĩ này cũng thường xuyên xuất hiện trong các cuộc vận động tranh cử của ông Trump. Thậm chí, ông còn thêm cảnh báo nước Mỹ đang bị đe dọa và tuyên bố chúng tôi sẽ xoay chuyển tình thế trong video quảng cáo sản phẩm trên. Điều này khiến mối liên hệ giữa việc kinh doanh và công cuộc tranh cử rõ nét hơn bao giờ hết. Ông cũng nhiều lần nhắc lại khẩu hiệu tranh cử đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại. Không rõ ông Trump đã kiếm được bao nhiêu tiền từ việc kinh doanh kinh thánh. Tuy nhiên, khoản lợi nhuận sẽ thực sự chảy vào túi của chính trị gia này. Giáo sư Lessig cũng lưu ý thêm, các động thái kinh doanh của ông Trump dường như không hề vi phạm đạo đức tranh cử hoặc các quy định tài chính. Ông Lessig nói thêm, ông Trump có thể sẽ lồng ghép chiến lược hoặc thương hiệu vào trong việc kinh doanh, nhưng điều này cũng chỉ tương tự những bài diễn thuyết chính trị khác. Bên cạnh kinh thánh, ông Trump còn kinh doanh giày thể thao và nước hoa. Các dòng giày thể thao có giá dao động từ 199 đô la Mỹ đến 399 đô la Mỹ. Một số mẫu còn có họa tiết số 45, ám chỉ đến việc ông là tổng thống thứ 45 của nước Mỹ. Sản phẩm nước hoa có giá 99 đô la Mỹ cũng được đính kèm nhãn Victory 47, tức là mùa tranh cử tổng thống 2024 hiện tại. Phát ngôn viên chiến dịch tranh cử của ông Trump, Stephen Cheung cho biết, những giao dịch kinh doanh này hoàn toàn tách biệt với chiến dịch của chúng tôi. Ngoài ra, gần đây, cựu Tổng thống Mỹ đã có thêm nguồn tiền để giải quyết các chi phí pháp lý khi mạng xã hội được lên sàn chứng khoán. Theo đó, các cổ đông tập đoàn sáp nhập thế giới kỹ thuật số DWOC, công ty chuyên mua lại và sáp nhập, cuối tuần qua đã hoàn tất thỏa thuận sáp nhập tổ hợp truyền thông và công nghệ Trump, TMTG, vốn là công ty mẹ của mạng xã hội Truth Social do cựu Tổng thống Donald Trump sáng lập. Đàm phán sáp nhập đã bắt đầu từ năm 2021 khi ông Trump cho ra mắt Truth Social nhằm thách thức những tập đoàn truyền thông cánh tả. DWOC đã được niêm yết từ trước trên sàn giao dịch chứng khoán Mỹ Nasdaq. Với thỏa thuận sáp nhập, Truth Social cũng sẽ được niêm yết cổ phiếu và giao dịch với mã DGT trên Nasdaq sớm nhất là vào tuần sau. Ông Trump kiểm soát 58,1% cổ phiếu phổ thông trong công ty. Theo truyền thông Mỹ, tổng tài sản của ông Trump ở Truth Social được ước tính vượt mốc 3,5 tỷ đô la Mỹ theo giá trị giao dịch nhờ thương vụ sáp nhập. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng con số này vượt xa giá trị thực tế của Truth Social, đặc biệt khi mạng xã hội của ông Trump liên tục báo lỗ và lượng người dùng cũng không thể so sánh với những gã khổng lồ cùng ngành như Facebook, TikTok hay X. Trong một diễn biến khác, ông Trump chỉ còn vài ngày để nộp khoản tiền 175 triệu đô la Mỹ tiền bảo lãnh cho khoản phạt liên quan tới phán quyết của tòa New York cáo buộc ông khai khống tài sản. Trước đó, cựu Tổng thống Mỹ cũng đã phải bỏ ra 91,6 triệu đô la Mỹ bảo lãnh để kháng cáo một vụ án dân sự khác với tội phỉ báng nhà văn E. Jean Caron. Ngoài ra, ông Trump phải đối mặt với 91 cáo buộc hình sự tại 4 tòa án khác nhau. Phiên tòa đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 4 tới. Ông Trump đã chi ra hơn 100 triệu đô la Mỹ cho các vấn đề pháp lý kể từ khi rời nhiệm sở vào năm 2021, mặc dù các báo cáo cho biết không khoản phí nào được trực tiếp chi trả từ túi tiền của ông. Ngày 29 tháng 3, Văn phòng Công tố quận Manhattan đã yêu cầu người xét xử vụ cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump
bị cáo buộc chi tiền bịt miệng ngôi sao nữ, thẩm phán Juan Manuel Merchan tại New York, làm rõ phạm vi của lệnh cấm bình luận được áp đặt với ông Trump cách đây vài hôm. Theo đó, lệnh cấm không cho phép cựu Tổng thống Mỹ đưa ra phát biểu mang tính can thiệp hoặc quấy rối với nhân sự tòa án và người thân của họ. Công tố viên Joshua Steinlatz cho rằng ông Trump nên bị phạt vì đã vi phạm lệnh cấm khi đưa ra những phát ngôn nhắm vào con gái thẩm phán Merchan, bà Lauren Merchan. Công tố viên Steinlatz cũng đề nghị thẩm phán Merchan yêu cầu ông Trump ngừng ngay lập tức hành động công kích thành viên gia đình của nhân sự tòa án. Luật sư của ông Trump lập luận rằng văn phòng công tố quận Manhattan đã hiểu sai lệnh cấm và cựu Tổng thống Mỹ được phép bình luận về bà Lauren Merchan, nhà tư vấn chính trị thuộc công ty làm việc cho chiến dịch tranh cử của các đối thủ chính trị đang cạnh tranh với ông Trump. Luật sư của ông Trump, Todd Blanchard và Susan Nicholle cho hay, tòa án không thể yêu cầu cựu Tổng thống làm những điều mà lệnh cấm bình luận không đặt ra. Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm 27 tháng 3, ông Trump viết rằng bà Lauren Merchan kiếm tiền thông qua việc tìm cách đưa ông vào tù, cáo buộc con gái thẩm phán New York đăng ảnh cựu Tổng thống Mỹ đứng sau song sắt lên mạng xã hội. Phát ngôn viên tòa án bang New York cho biết, ông Trump đã nói sai sự thật và tài khoản mạng xã hội ông đề cập đến không còn thuộc về bà Merchan. Ông Trump bị truy tố 34 cáo buộc làm giả hồ sơ kinh doanh để chi tiền bịt miệng sau khiêu dâm Stormy Daniels, ém thông tin bất lợi trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016. Phiên tòa xét xử vụ kiện dự kiến diễn ra ngày 15 tháng 4 tới đây. Ngoài vụ kiện chi tiền bịt miệng sau khiêu dâm, ông Trump còn bị bủa vây bởi hàng loạt vấn đề pháp lý khác, trong đó có cáo buộc thổi phồng giá trị tài sản để được hưởng các khoản vay hay điều khoản bảo hiểm ưu đãi với khoản tiền phạt 464 triệu đô la Mỹ. Hôm 25 tháng 3, tòa phúc thẩm New York đồng ý cho cựu Tổng thống Mỹ giảm phí bảo lãnh khoản tiền phạt xuống còn 175 triệu đô la Mỹ và cho ông thêm 10 ngày để nộp tiền, giúp ông thoát nguy cơ bị tịch thu tài sản. Bất chấp các bê bối pháp lý, ông Trump vẫn nhận được sự ủng hộ từ đa số đảng viên Cộng hòa và sẽ trở thành ứng viên đại diện đảng trong cuộc bầu cử Tổng thống tháng 11 năm nay. Ngày 30 tháng 3, cảnh sát và văn phòng công tố Peru đã tiến hành khám xét bất ngờ tại nhà riêng của Tổng thống Dina Boluarte ở quận Sucuilo, thủ đô Lima, nhằm tìm kiếm và tịch thu các đồng hồ Rolex đắt tiền mà bà chưa kê khai. Các hình ảnh về cuộc đột kích đã được phát sóng trên kênh truyền hình Latina của Peru. Theo hình ảnh chiếu trên truyền hình địa phương cho thấy, các sĩ quan cảnh sát phá cửa và tiến vào nhà. Bà Boluarte không có mặt ở địa điểm này vào thời điểm khám xét. Luật sư nói rằng lúc đó bà đang ở cung điện chính phủ. Hồi giữa tháng này, giới chức Peru đã mở một cuộc điều tra tổng thống Boluarte về nghi vấn làm giáo bất chính và không kê khai tài sản cá nhân. Sau khi một tờ báo đưa tin rằng bà từng đeo nhiều đồng hồ xa xỉ có nguồn gốc bí ẩn và không nằm trong thống kê tài sản được công bố. Tổng thống Peru bị nghi ngờ sở hữu khoảng 15 chiếc Rolex mà không khai báo khi còn làm bộ trưởng và phó tổng thống Peru từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 12 năm 2022. Trong số này, có ít nhất một chiếc Rolex vàng hồng 18 carat được đính kim cương với trị giá khoảng 19.000 đô la Mỹ. Cơ quan tổng thống Peru cũng đã yêu cầu tổng thống Boluarte ngay lập tức giao nộp 3 chiếc đồng hồ Rolex để phục vụ cuộc điều tra. Tổng thống Boluarte được bảo vệ bởi quyền miễn trừ, nhưng có thể đối mặt với cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội Peru. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Tổng thống Boluarte. Tổng thống Boluarte nhậm chức vào tháng 12 năm 2022, sau khi cựu Tổng thống Pedro Castillo cố gắng giải tán Quốc hội và quản lý bằng sắc lệnh, dẫn đến việc ông nhanh chóng bị lật đổ. Bà Boluarte cáo buộc ông Castillo đã thúc đẩy phân cực chính quyền trong gần 17 tháng cầm quyền. Tuy nhiên, từ khi ông Castillo bị bắt, các cuộc biểu tình liên tục diễn ra trên cả nước yêu cầu bà Boluarte từ chức, giải tán quốc hội và bầu cử ngay lập tức. Ngày 29 tháng 3 theo giờ Mỹ, Washington Post dẫn nguồn tin cho biết, dù bất đồng ngày càng gia tăng với chính phủ Israel, nhưng chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden vẫn tiếp tục cho phép chuyển bom và các loại vũ khí khác cho Israel. Gói vũ khí chuyển giao trong bản tin trên gồm hơn 1.800 quả bom MK84, 500 quả MK82. Israel là đồng minh lâu năm của Mỹ và Washington hỗ trợ quốc phòng mỗi năm cho Israel khoảng 3,8 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, gói viện trợ lần này gây chú ý khi xuất hiện giữa lúc Mỹ và Israel có khác biệt về cách tiếp cận với cuộc chiến ở dải Gaza. Mỹ ủng hộ Israel tấn công dải Gaza và hạ gục tổ chức Hồi giáo Hamas, nhưng Washington lo ngại vấn đề nhân đạo và công khai nêu lên mối lo về chuyện Israel tấn công Rafah. Israel đang gặp sức ép từ nhiều nước xung quanh chiến dịch oanh tạc dải Gaza. Điều này khiến một số thành viên trong Đảng Dân Chủ của Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi cắt viện trợ vũ khí với Israel. Rafah là một trong hai điểm ra vào lãnh thổ Gaza, điểm còn lại là vùng giáp với Israel. Hiện Rafah là nơi trú ẩn của khoảng 1 triệu người Palestine. Hôm 29 tháng 3, Tổng thống Biden nói ông hiểu những khó khăn mà nhiều người Mỹ gốc Ả Rập đang cảm nhận về cuộc chiến Israel-Hamas, cũng như về chuyện Mỹ ủng hộ Israel và chiến dịch tấn công của Israel.
Mặc dù vậy, ông Biden tuyên bố tiếp tục ủng hộ Israel, bất chấp có thông tin cho thấy quan hệ giữa ông và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu có dấu hiệu rạn nứt. Theo Reuters, quyết định của Mỹ về chuyện chuyển giao vũ khí cho Israel được đưa ra sau khi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel Yoav Gallant thăm Washington. Trước đó, ngày 27 tháng 3, theo hãng tin AFP dẫn lời một quan chức Mỹ, Israel muốn sắp xếp lại các cuộc đàm phán ở Washington để thảo luận về một cuộc tấn công có thể xảy ra ở thành phố Rafah tại Gaza. Quyết định này được đưa ra sau khi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel Yoav Gallant có các cuộc thảo luận mang tính xây dựng trong thời gian 2 ngày với các quan chức cấp cao của Mỹ ở Washington. Israel đã mở chiến dịch truy đuổi Hamas tại dải Gaza do Hamas kiểm soát từ ngày 7 tháng 10 năm 2023, đáp trả vụ Hamas tấn công. Hàn Quốc đang phát triển mạng lưới tàu cao tốc nhằm giảm thời gian đi lại giữa Seoul và các vùng ngoại ô, với hy vọng khuyến khích nhiều người trẻ mua nhà ngoại thành và tính đến chuyện sinh con. Theo đó, giới chức trách Hàn Quốc đang hy vọng dự án tàu điện ngầm cao tốc Great Train Express GTX với kinh phí đầu tư 134.000 tỷ won khi hoàn thiện vào năm 2035 sẽ cung cấp thêm 6 tuyến đường cao tốc giữa Seoul và các khu vực ngoại thành. Ngày 29 tháng 3, Tổng thống Yoon Suk-yeol đã khánh thành một đoạn của tuyến đầu tiên, giúp rút ngắn thời gian đi lại giữa ga Suseo ở Seoul đến thành phố vệ tinh Dongtan xuống còn 19 phút. Nếu đi bằng xe buýt như hiện nay phải mất 80 phút, tuyến này đi vào hoạt động ngày 30 tháng 3. Một khi được vận hành đầy đủ, GTX sẽ là một trong những hệ thống tàu điện ngầm nhanh nhất thế giới khi các đoàn tàu di chuyển với tốc độ lên tới 180 km/h. Tổng thống Hàn Quốc cho rằng việc giảm thời gian đến nơi làm việc sẽ giúp người dân dành nhiều thời gian hơn cho gia đình vào buổi sáng và buổi tối. Tổng thống Yoon nói, thời gian di chuyển rút ngắn sẽ giúp mọi người có nhiều thời gian hơn dành cho gia đình vào buổi sáng và buổi tối. Việc sở hữu một ngôi nhà ở Hàn Quốc, nhất là tại Seoul, rất tốn kém. Mức trung bình đã đạt đỉnh vào tháng 6 năm 2021 sau khi tăng 45% trong 5 năm. Do đó, Bộ trưởng Bộ Đất đai Hàn Quốc Park Chang-woo nói với hãng tin Reuters rằng GTX sẽ cho phép giới trẻ cân nhắc mua nhà ở xa thủ đô mà không còn phải mất hàng giờ đến nơi làm việc. Khi đó, họ có nhiều thời gian hơn để thư giãn và dành cho gia đình sau giờ làm việc. Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng GTX có thể góp phần làm suy yếu vùng nông thôn Hàn Quốc bằng cách thu hút thêm nhiều người đến thủ đô đang đông đúc. Ngoài GTX, chính phủ Hàn Quốc còn thực hiện nhiều biện pháp để thúc đẩy tỷ lệ sinh nhưng chưa đạt nhiều hiệu quả. Tổng thống Yoon Suk-yeol gần đây đã chỉ đạo các trợ lý cung cấp những ưu đãi về thuế và các biện pháp hỗ trợ khác để tiếp sức doanh nghiệp triển khai chương trình khuyến khích sinh con. Bên cạnh nỗ lực của chính phủ, các doanh nghiệp Hàn Quốc cũng đang mở rộng chương trình nói trên. Chẳng hạn, nhà sản xuất đồ lót Sangbang-gu cuối tháng vừa rồi thông báo sẽ hỗ trợ tới 100 triệu won, tương đương khoảng 1,85 tỷ đồng cho nhân viên mang thai. Ngoài ra, theo chính sách của công ty, nhân viên có thể nhận được 30 triệu won cho đứa con đầu lòng, 30 triệu won nữa cho đứa con thứ hai và thêm 40 triệu won cho đứa con thứ ba. Trước đó, tập đoàn xây dựng Booyang vào đầu tháng 2 tuyên bố sẽ chu cấp cho nhân viên 100 triệu won mỗi lần sinh con. Tuy nhiên, theo cơ quan thuế quốc gia Hàn Quốc, chỉ có 2,3% người lao động nhận được hỗ trợ tài chính từ các chương trình khuyến khích sinh con của công ty mình. Có ý kiến cho rằng, chương trình trên sẽ không tác động lớn đến việc thúc đẩy tỷ lệ sinh tăng lên đáng kể vì chỉ một số nhân viên được hưởng lợi từ chúng. Hàn Quốc là nước có tỷ lệ sinh thấp, có nhiều lý do khác nhau khiến giới trẻ Hàn Quốc ngày nay ngại sinh con, trong đó có việc đi lại mất quá nhiều thời gian, giá nhà đắt đỏ. Chính phủ nước này đã thực hiện nhiều biện pháp để thúc đẩy tỷ lệ sinh, nhưng chưa có nhiều hiệu quả. Một số nhà phân tích lo ngại rằng chuyến tàu điện ngầm cao tốc thậm chí có thể gây tác dụng ngược, khiến nhiều người từ các vùng ngoại thành đổ xô về thủ đô Seoul vốn đông đúc.